biển đêm ngàn cánh sao rông xuống đời, bao từng bờ bãi khóc oa với người, biển dân sầu chơi vơi, biển xô bờ hấp hối, phận buông theo sóng nước buông trôi. Nụ hôn 18 xanh như mái đầu, bờ vai gầy cũ trôi ra hướng nào, biển xưa ùa nỗi nhớ, bàn chân buồn góc phố. Biển ơi có biết ta mong chờ, đêm không cùng biển sâu loang loang nước về khơi, cuồn cuộn xa bờ xưa bãi kia người mất người, hồn quan vắng nghe bơ vơ về theo cuối trời, người lặng lẽ khóc thương cuộc tình đã lạc lối. Biển ơi đừng khóc thương cho kiếp người, thời gian tàn phá bao nhiêu tuổi đời, biển trôi ra khắp lối, lòng hỏi lòng không thôi, hỏi lòng em đã quên ta rồi. Biển đêm ngàn cánh sao rung xuống đời, bao từng bờ bãi khóc oa với người, biển dân sầu chơi vơi, biển xô bờ hấp hối, phận buông theo sóng nước buông trôi. Nụ hôn 18 xanh như mái đầu, bờ vai gầy cũ trôi ra hướng nào, biển xưa ùa nỗi nhớ, bàn chân buồn góc phố. Biển ơi có biết ta mong chờ, đêm không cùng biển sâu loang loang nước về khơi, cuồn cuộn xa bờ xưa bãi kia người mất người, hồn quan vắng nghe bơ vơ về theo cuối trời, người lặng lẽ khóc thương cuộc tình đã lạc lối. Biển ơi đừng khóc thương cho kiếp người, thời gian tàn phá bao nhiêu tuổi đời, biển trôi ra khắp lối. Dạ xin được kính chào quý vị cùng trở lại với em trong buổi sáng ngày hôm nay, một buổi sáng rất là sớm của ngày mùng 5 tháng 5 Tết Đoan Ngọ. Và quý vị cũng đang nhìn thấy cũng rất là nhiều những cô chú bác đang tập trung ở nơi đây. Em đang ở Mã Vòng của thành phố Nha Trang và hôm nay em sẽ mang lại sự yêu thương từ cô Son ở số nhà 15 Phương Câu của ngày xưa. Hiện nay thì cô đang ở Cali. Em sẽ thay mặt cô Son tặng quà gieo duyên đến với lại hội thiện nguyện của anh Quang, cái hội mà hay phát bánh mì vào buổi sáng sớm đó quý vị. Hôm nay thì có bánh chưng, xin mời quý vị hãy cùng thưởng thức video. Đây chịu. Để lên đây luôn hả anh? Đúng rồi. Anh ơi, chạy chứ.
Để đây luôn hay là bản tủ anh? Để cắt cái nào bỏ lên đây em xếp cho. Rồi con chào bà con. Anh Quang ơi, trước khi phát đồ ăn trong ngày hôm nay em xin phép gặp anh tí xíu nha. Dạ, hôm nay thì em thay mặt cô Son, nhà cô ở số nhà 15 Phương Câu á, và những cái việc làm của cô thì lúc nào cũng nghĩ đến với bà con, và đặc biệt là hôm nay là hồi hướng công đức đến em của cô, đó là cậu Hàng Đông. Hôm nay thì em xin phép đại diện của cô Son gửi đến anh là $200 nghe. Đây là $200. Thôi nhân đây cùng cho gửi lời đến cảm ơn đến gia đình cô Soan cũng như tất cả quý mạnh thường quân đã ủng hộ cho chương trình bánh mì cho bà con người lao động khó khăn trong thời gian qua. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Dạ, cảm ơn anh. Như mọi người cũng đã biết đó, là nhiều khi có bánh mì, bánh ướt, bánh hỏi, rồi hôm nay lần đầu tiên thấy có bánh chưng nữa, thật sự là rất là phong phú. Bánh chưng hoặc bánh bao hoặc cái bánh mì chả đó thì lâu lâu cũng thay đổi cho bà con thì vị nó khác. Dạ, cho ăn bánh mì hoài cũng dễ. Chiều nay có bò kho. Dạ, chiều nay có bò kho. Hôm nay là Tết Đoan Ngọ luôn. Tết Đoan Ngọ. 1 năm tháng 5. Chiều nay cho bà con bò kho. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Vui quá. Đây các quý vị, bánh chưng sau khi anh Quang vừa mới lấy về luôn, vẫn còn rất là nóng. Nóng hổi luôn thưa quý vị. Bây giờ thì mấy anh chị đang cắt ra rồi sắp rồi. Xếp lên trên này. Mỗi người đúng sẽ được nhận một cái. Đức này đó thì phải chị đang phải. Tại vì quỹ thiện nguyện của anh Quang cùng với lại các chị em ở trong Khetoko thì hoạt động xuyên suốt từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Chủ nhật thì sẽ nghỉ ngơi để Đức này, cô mấy chị lấy lại năng lượng, hồi phục sức khỏe. Dạ rồi, chúc cô chúc bà ngon miệng nha. Ai cũng còn mà chén lạnh gì. Dạ chúc ngon miệng. Rồi bà con mình để xe gọn gọn lại giùm con nha, đừng có để tràn ra đường, con cảm ơn. Bánh chưng hôm nay nhìn tươi xanh luôn. Dạ. Dạ vô bên đây nhận thôi ạ, bình thường. Rồi chúc bà con mình ngon miệng. Cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị. Đây sao không thấy chị lên chùa? Dạ. Khỏe hả? Dạ. Cảm ơn nha. Rồi chúc chú ngon miệng nha. Chị gái, mẹ nói chị gái là ai kìa? Chị gái này giống ha. Giống anh á.
chị để xe gọn gọn giùm em nha, rồi chạy vòng qua đây nhá. Đây bánh chưng ở Nha Trang, mấy cái này là mà của mấy người bán dạo hoặc là chỗ nào mà đặt? Cái này là loại nhỏ đó quý vị. Rồi chúc chú ngon miệng nha. Cái này là rất là phù hợp với lại những người đi lao động mưu sinh, một cái ăn cũng có thể no. Nhiều người thì sức khỏe tốt thì ăn hai cái một lúc. Dạ rồi, chúc ngon miệng. Dạ rồi, chúc con ngon miệng nha, chúc chú ngon miệng. Dạ dạ rồi, chúc chú ngon miệng. Phía bên kia quý vị thấy anh Quang đang đẩy cái tủ đồ nghề của mình ra để làm việc. Bây giờ là tầm 6 giờ sáng thôi. Đó là cái tủ đồ nghề của anh Quang. Quý vị nào ở Nha Trang muốn đánh thêm chìa khóa hay là muốn mở khóa hay là những cái gì mà liên quan đến khóa đó quý vị, thì có thể tới ngay chỗ Mã Vòng, chỗ Bùng Binh, đường Thái Nguyên, Vạc Sen, Thống Nhất để mà ủng hộ với anh Quang. Ở đây thì cô bé bán trứng vẫn còn để trứng ở nơi đây. Anh Quang giống như là người bảo trợ cho bé Trúc vậy đó quý vị, bảo trợ luôn cho cả hội chạy thận ở Nha Trang, ở Khánh Hòa. Ngoài ra thì ngày 15 âm lịch, ngày rằm hàng tháng đó quý vị, hội thiện nguyện của anh Thái, anh Quang lúc nào cũng nghĩ đến những người chạy thận và lúc nào cũng có những phần quà dành tặng cho họ. Dạ rồi, chúc ngon miệng nha, chúc sức khỏe. Hiện nay thì em cũng đang tập làm những cái mô hình như anh Quang, nhưng mà ở những cái điểm khác, có thể là điểm Chợ Đầm, có thể là điểm này điểm nọ, để đưa quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm gần hơn với lại những người lao động mưu sinh ở ngoài đường ở Nha Trang. Rồi, chúc anh ngon miệng nha. Dạ rồi, mời chị một cái nữa ha. Rồi, chúc ngon miệng nha. Sáng nay mùng 5 tháng 5 cho nên cũng nhiều người đi tắm biển lắm thưa quý vị. Một số bà con đi trên xe nhưng mà bị ướt, tức là đi tắm biển đó. Dạ đây cô. Dạ. Dạ chỉ vô đến chú với số ha. Dạ. Rồi em mời anh. Chúc ngon miệng nha. Bây giờ thì nắng lên cao rồi. 3 giờ.
Rồi mời chú. Dạ. Mời cô, chú ngon miệng. Dạ. Rồi mời chị ăn bánh chưng nha. Rồi chúc sức khỏe nha, chúc ngon miệng. Đây kính thưa quý vị, bây giờ thì đang phát bánh chưng nhưng mà mấy cô mấy chị ở đây chuẩn bị gọt rau củ quả, đặc biệt là cà rốt, khoai tây. Chiều nay là có bò kho dành tặng đến những bà con nữa. Cái này mấy cô mấy chị phải sống sức vô làm thưa quý vị mới kịp. Chiều nay 3 giờ Tết Đoan Ngọ. Sáng nay là có bánh chưng, chiều nay là có bò kho. Rồi con mời chú nha, một phần ăn sáng, chúc chú ngon miệng. Dạ. Rồi mời hai anh chị nghe, chúc ngon miệng nghe. Dạ. Rồi con mời chú. Dạ chúc ngon miệng. Rồi con mời chú nghe. Dạ. Rồi mời cô nghe, chúc ngon miệng nghe. Dạ mời cô. Dạ chúc ngon miệng. Dạ rồi chúc mấy anh mấy chú ngon miệng. Rồi chúc chú ngon miệng. Dạ. Rồi tặng chú ngon miệng nha. Bánh chưng mới ra lò luôn. Dạ mời chú. Dạ chúc ngon miệng. Rồi mời chị nghe, chúc ngon miệng. Dạ. Ở trong đây là tiến hành gọt cà rốt rồi. Dạ rồi mời chú nghe, chúc chú ngon miệng. Dạ. Rồi mời chị nghe, chúc ngon miệng. Em bé ăn không? Em bé ăn không? Dạ đây ba phần. Dạ rồi chúc ngon miệng. Dạ. Rồi mời ngoại. Mời chú. Rồi chúc ngon miệng. Rồi chúc ngon miệng nha. Đây bà con đi tắm biển về quá trời luôn thưa quý vị. Hôm nay ngày mùng 5 tháng 5. Có thể nhiều bà con của mình trong một năm chưa bao giờ đặt chân xuống biển. Nhưng mà có thể là ngày mùng 5 tháng 5 hầu như ai cũng phải xuống biển thưa quý vị. Rồi con mời chú nghe, chú ngon miệng. Dạ. Rồi mời chú ngon miệng nha. Dạ chú ngon miệng.
Bây giờ thì nắng lên cao rồi, sáng bét luôn rồi. Góc Mãi Dòng này vào giờ cao điểm đó quý vị, lúc nào cũng bị kẹt xe hết. Tại vì phía bên kia là có cái đường ray xe lửa đi ga Nha Trang nằm ở phía sau này. Đây là đường Gia Long của ngày xưa, đường Thái Nguyên. Ở đây cái mã vòng thì có một cái đặc điểm hết sức là đẹp và hết sức là thú vị. Tại vì tới đây thì xe lửa lúc nào cũng phải quay vòng. Từ ga Nha Trang vô depo, vô khu phóng Bình Dương, rồi sau đó là chở đầu. Mặc dù là Bắc Nam hay Nam Bắc đều cũng phải tới mã vòng rồi xoay đầu lại hết đó thưa quý vị. Cái đặc điểm này chỉ có ở Nha Trang mới có thôi. Dạ rồi, chúc ngon miệng. Rồi, chúc chú ngon miệng nha. Rồi, chúc chú ngon miệng. Dạ. Chúc con ngon miệng nha. Rồi, chúc con ngon miệng. Dạ, chúc chú ngon miệng. Bánh này bánh mặn nha chú. Rồi, chúc chú ngon miệng. Chứ không phải bánh chay nha. Bán này không bánh chay, biết không? Chào chú với số. Rồi, chúc con ngon miệng. Rồi, mời chú giấy số bánh chưng ăn sáng nha. Rồi, chúc buôn may bán đất. Rồi, cảm ơn nha. Chúc mừng nhập họ nha. Dạ. Rồi, em mời anh. Rồi, được rồi. Rồi, mời anh ăn sáng nha. Dạ, mời anh ăn sáng. Dạ. Cảm ơn nhiều nha. Dạ, mời cô ăn sáng. Dạ. Đi đâu mà đùm đề dữ vậy chị? Rồi, mời chị ăn sáng nha, em ở đây luôn nha. Rồi, bỏ đây cho tiện, rồi mới đi tắm biển về. Cũng tranh thủ. Như em đã nói đó quý vị, mùng 5 tháng 5 thì hầu hết bà con Nha Trang mình ai cũng tranh thủ xuống tắm biển. Có thể là trong vòng một năm họ không tắm. Rồi, mời hai người ăn sáng. Dạ, chúc ngon miệng. Dạ. Dạ rồi, xin mời ăn sáng à. Dạ, chúc ngon miệng. Dạ rồi, mời anh ăn sáng nha, chúc ngon miệng. Rồi, con mời cô ăn sáng nha, chúc con ngon miệng nha. Dạ rồi, mời chú ăn sáng, chúc chú ngon miệng. Rồi, chúc anh ăn sáng ngon miệng nghe. Rồi.
Dạ mời chú ăn sáng. Dạ chú ngon miệng. Lấy thêm á anh hả? Không. Cho em mượn. Cắt giùm em cái. Rồi. Rồi con mời chú ăn sáng. Dạ. Rồi mời chú ăn sáng nha. Chú ngon miệng. Đây kính thưa quý vị, bánh chưng ở Nha Trang vui lắm, một cặp giống gì nè. Rồi mời anh ăn sáng. Dạ. Rồi mời anh ăn sáng. Dạ chúc ngon miệng. Rồi con mời cô ăn sáng nha, chúc con ngon miệng. Dạ. Thầy mang. Rồi mời anh, mời chị. Dạ. Dạ mời chú. Dạ chúc ngon miệng. Rồi con mời chú. Dạ chúc chú ngon miệng nha. Rồi em mời anh, chúc ngon miệng. Dạ mời anh, chúc ngon miệng. Rồi mời chú nha. Rồi mời chú ăn sáng nha. Rồi mời chị ăn sáng. Dạ. Dạ rồi chúc ngon miệng nha. Dạ rồi mời anh ăn sáng, chúc anh ngon miệng. Dạ. Rồi con mời chú ăn sáng nha. Rồi chúc chú buôn may bán đắt. Sáu, chín, 12 cái, còn 12 cái thôi quý vị. Rồi mời anh ăn sáng nha, chúc con miệng. Rồi mời anh ăn sáng, chúc ngon miệng. Mời con sáng nha, chúc ngon miệng nha. Chào cô. Đi đâu mà sắp đùm đề dữ vậy cô? Dạ mời con sáng nha. Nãy con thấy cô đi tốt từ bên kia, bên đẳng á. Sáng giờ đi tắm biển không cô? Chuẩn bị đi ha. Dạ kính thưa quý vị, bây giờ là tầm 6 giờ 36 phút như mọi khi. Bồ câu cũng tới đây rồi. Giờ anh Quang đang rảy đồ ăn cho bồ câu. Đây cũng theo một cái thời khóa biểu luôn rồi. Bên kia bắt đầu nhào tới nè. Từ cái tòa nhà phía bên kia của quý vị đã chỗ đó nhiều lắm. Có chim sẻ nữa ha. Bắt đầu tới. Rồi mời anh một phần ăn sáng, chúc ngon miệng. Dạ. Rồi mời chú ăn sáng nha.
Rồi bây giờ là nắng gắt luôn rồi. Bây giờ là bắt đầu bà con đi làm rồi. Tầm 7 giờ rưỡi là khu này sẽ rất là đông. Đặc biệt là hướng chỗ ga Nha Trang, bà con từ Diên Khánh đổ về đây đi làm sẽ đông chỗ đó, và giờ đó thì cũng có những cái tàu lửa qua lại cho nên sẽ bị kẹt đường. Đặc biệt là buổi chiều đó quý vị, từ 5 giờ đến 5 giờ rưỡi, 6 giờ. Đó là những cái giờ mà tàu lửa hay qua lại. Rồi mời chú ăn sáng. Chiều nay mình làm bao nhiêu phần bà kho vậy cô? 300 200. Wow, 200 phần bà kho là cũng làm cực lắm anh ha. Giờ phải gọt rau củ quả đây quá trời nè. Dạ, bà đã ướp sẵn rồi đó quý vị. À, nước dừa ha. Đây nước dừa để làm bà kho. Bên đây luôn không chị? Thang bỏ đây. Chuẩn bị chu đáo, chiều nay là bắt đầu tiến hành nấu. Rồi em mời anh ăn sáng. Rồi chúc anh ngon miệng nha. Ủa Việt đúng không? Đúng mình kế luôn bạn. Rồi mời hai anh ăn sáng. Ừ. Giờ này khỏe luôn chứ ha. Đây kính thưa quý vị, còn hai cái cuối cùng. Hôm nay là 200 cái bánh chưng thưa quý vị. Mời chú ăn sáng không? Rồi con để lên xe chú luôn ha. Dạ, chúc chú ngon miệng. Dạ. Đây còn lại một cái cuối cùng thưa quý vị. Cảm ơn nhóm thiện nguyện của anh Quang ở Mã Vòng, lúc nào cũng nghĩ đến với bà con. Và từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần anh sẽ phát đồ ăn sáng và sẽ thay đổi theo từng ngày luôn thưa quý vị. Có ngày thì bánh mì chả, có ngày thì bánh mì trứng, và có ngày thì bánh ướt, bánh hỏi, và hôm nay là bánh chưng. Lần đầu tiên em ghi hình cả bánh chưng, thật sự là rất là vui. Hôm nay cảm ơn cô Son cùng với lại gia đình của cô. Cô Son đã gửi tặng đến hội thiện nguyện của anh Quang $200 hồi hướng công đức đến em hàng đông của cô. Chúc cô và gia đình được nhiều sức khỏe, bình an. Một chút chia sẻ trong buổi sáng ngày hôm nay, ngày mùng 5 tháng 5 Tết Đoan Ngọ, sẽ có rất nhiều những cái chương trình hay ho của những cái hội nhóm thiện nguyện tại Nha Trang để mà dành tặng đến bà con ở quê nhà. Chắc chắn là sẽ có nhiều người đi tắm biển và em sẽ cập nhật tình hình Nha Trang liên tục gửi đến quý vị cùng theo dõi. Cảm ơn cô Son, cảm ơn gia đình, cảm ơn hội thiện nguyện của anh Quang, và đến đây cho phép em được nói lời kết thúc video. Hẹn gặp lại quý vị ở những video sau. Chào tạm biệt ạ, trân trọng. Con mời chú.